Daniel đoạn 5, đại tiệc của vua bên sắc sang. Vua bên sắc sang đãi một đại tiệc cho 1000 đại thần của ông và uống rượu với 1000 đại thần ấy. Đang khi bên sắc sang uống rượu và cao hứng, ông truyền lệnh lấy các khí dụng bằng vàng và bằng bạc mà tổ phụ ông Nebuchadnezzar đã lấy trong đền thờ ở Jerusalem đem đến để vua, các đại thần của ông, các vợ của ông và các cung phi của ông dùng uống rượu. Vậy người ta đem các khí dụng bằng vàng đã lấy trong đền thờ nhà của Đức Chúa Trời ở Jerusalem đến để vua, các đại thần của ông, các vợ của ông và các cung phi của ông dùng uống rượu. Trong khi uống rượu, họ ca tụng các thần của họ, đó là các thần tượng làm bằng vàng, bạc, đồng, sắt, gỗ và đá. Bàn tay viết trên tường. Ngay chính giờ đó, những ngón tay của một bàn tay người xuất hiện, và bàn tay ấy viết chữ trên tường vôi của hoàng cung, đối ngang cột đèn. Nhà vua trông thấy bàn tay ấy khi bàn tay ấy viết. Bấy giờ mặt vua tái mét, tâm trí ông kinh hoàng, hai chân ông bủn rủn và hai gối ông run cầm cập. Vua lớn tiếng truyền lệnh đem ngay các bốc sư, các chim tinh gia và các thầy bói đến. Vua nói với các nhà thông thái của Babylon: người nào đọc được những chữ này và giải thích ý nghĩa của chúng cho ta sẽ được mặc áo choàng màu tía, được đeo vòng vàng vào cổ và sẽ đứng hàng thứ ba trong việc triều chính của vương quốc. Tất cả các nhà thông thái đều vào triều kiến, nhưng không ai có thể đọc được những chữ đó và không thể giải thích được ý nghĩa của chúng. Bấy giờ vua bên sát xa càng thêm sợ hãi, mặt ông tái xanh và các đại thần của ông đều bối rối. Khi hoàng hậu nghe những lời của vua và các đại thần, bà đi vào phòng tiệc hoàng hậu cất tiếng nói: hoàng thượng vạn tuế, xin hoàng thượng đừng để những lo nghĩ làm hoàng thượng bất an, và xin hoàng thượng đừng sợ hãi mà biến sắc. Trong vương quốc của hoàng thượng có một người được thần của Đức Chúa Trời Thánh ở cùng trong thời tổ phụ của hoàng thượng. Người ấy là một người sáng suốt, thông minh và khôn ngoan. Có thể nói người ấy khôn ngoan như các thần. Vì thế vua Nebuchadnezzar, tổ phụ hoàng thượng, đã lập người ấy làm đầu các pháp sư, các bốc sư, các chim tinh gia và các phù thủy. Quả thật tiên vương của hoàng thượng đã làm điều ấy. Người ta đã tìm thấy nơi người ấy một thần trí phi phàm, trí thức, thông minh, khả năng giải mộng, giải đáp những điều huyền bí, tháo gỡ các vấn đề rắc rối khó khăn. Người đó chính là Daniel mà tiên vương đã đặt tên là Belteshazzar. Bây giờ xin hoàng thượng cho triệu Daniel vào để ông ấy giải nghĩa những chữ ấy cho hoàng thượng. Ý nghĩa những chữ trên tường. Vậy người ta đem Daniel đến ra mắt vua. Vua phán hỏi Daniel: ngươi có phải là Daniel, một trong những kẻ bị lưu đày từ Juda mà tiên vương ta đã mang từ Juda về không? Ta có nghe rằng ngươi được thần của Đức Chúa Trời ở cùng, và ngươi là người sáng suốt, thông minh và khôn ngoan xuất chúng. Các nhà thông thái và các bốc sư đã được đem đến đây để đọc và giải nghĩa những chữ này cho ta, nhưng họ không giải nghĩa được. Ta nghe nói rằng ngươi có thể giải nghĩa những điều huyền bí và tháo gỡ các vấn đề rắc rối khó khăn. Bây giờ nếu ngươi có thể đọc được những chữ này và giải thích ý nghĩa những chữ ấy cho ta, ngươi sẽ được mặc áo choàng màu tía, được đeo vòng vàng vào cổ và sẽ đứng hàng thứ ba trong việc triều chính của vương quốc. Bấy giờ Daniel trả lời trước mặt vua: xin hoàng thượng giữ các món quà ấy lại cho mình và xin ban các phần thưởng ấy cho người khác. Do vậy, hạ thần sẽ đọc những chữ ấy cho hoàng thượng và giải thích ý nghĩa của chúng cho hoàng thượng. Tâu hoàng thượng, Đức Chúa Trời tối cao đã ban cho Nebuchadnezzar, tổ phụ của hoàng thượng, vương quốc, quyền bính, vinh hiển và tôn trọng. Vì quyền lực lớn lao, ngài đã ban cho người nên mọi dân, các nước và các ngữ tộc đều run rẩy và sợ hãi trước mặt người. Người muốn ai chết, kẻ ấy phải chết.
Người muốn để ai sống, người ấy được sống. Người muốn cho ai thăng chức, kẻ ấy được thăng chức. Người muốn cất chức ai, kẻ ấy bị cất chức. Nhưng khi lòng người trở nên tự cao tự đại và trí người trở nên cứng cỏi vì kiêu căng, người đã bị trút khỏi ngôi vua và bị tước hết vinh hiển. Người đã bị đuổi khỏi xã hội loài người. Lòng dạ người đã bị biến ra lòng dạ của loài thú. Người đã phải sống chung lộn với các lừa hoang. Người ta đã cho người ăn cỏ như bò. Thân thể người phải đẫm ướt sương trời cho đến khi người nhận biết rằng Đức Chúa Trời tối cao cầm quyền tể trị trên các vương quốc loài người, và Ngài lập ai lên cầm quyền tùy ý Ngài muốn. Nhưng hoàng thượng bên sát xa, con cháu của người, dù rằng hoàng thượng đã biết rõ mọi điều ấy, hoàng thượng vẫn không hạ mình. Ngược lại, hoàng thượng đã lên mình kiêu ngạo và dám chống cả Chúa trên trời. Hoàng thượng đã cho đem các ly chén trong nhà của Đức Chúa Trời đến trước mặt hoàng thượng, để hoàng thượng, các đại thần của hoàng thượng, các vợ của hoàng thượng và các cung phi của hoàng thượng dùng uống rượu. Hoàng thượng ca ngợi các thần tượng làm bằng bạc và vàng, đồng và sắt, gỗ và đá, là các thần tượng không thấy, không nghe và không biết. Còn Đức Chúa Trời đấng nắm trong tay hơi thở của hoàng thượng và mọi đường lối của hoàng thượng, hoàng thượng lại không tôn vinh Ngài. Vì thế Ngài đã sai bàn tay ấy viết ra những chữ này. Đây là những chữ đã được viết: Mene, Mene, Teken, Bạc Sinh. Đây là ý nghĩa những chữ ấy. Mene nghĩa là bị đếm. Đức Chúa Trời đã đếm các ngày của triều đại hoàng thượng và quyết định nó phải chấm dứt. Teken nghĩa là cân. Hoàng thượng được đem đặt trên một cái cân để cân, và phía bên hoàng thượng bị thiếu. Bạc Sinh nghĩa là bị chia ra. Vương quốc của hoàng thượng sẽ bị chia ra và được ban cho người Medi và người Ba Tư. Bấy giờ bên sát xa truyền lệnh cho người ta mặc áo choàng màu tía cho ông, đeo vòng vàng vào cổ ông và rao báo cho mọi người biết rằng ông đứng hàng thứ ba trong việc triều chính của vương quốc. Chính trong đêm đó, bên sát xa vua Babylon bị giết. Darius người Medi lên ngôi thế vị lúc 62 tuổi. Daniel đoạn 6. Âm mưu hại Daniel. Darius lấy làm hài lòng bổ nhiệm 120 thống đốc cai trị trên cả vương quốc của ông. Các thống đốc ấy ở dưới quyền của ba quan đại thần, và Daniel là một trong ba vị đó. Các thống đốc phải chịu trách nhiệm với ba quan đại thần đó để vua không bị thiệt hại gì. Lúc ấy Daniel nổi bật hơn hai vị đại thần kia và các vị thống đốc vì thần trí phi phàm ở trong ông. Do đó vua có ý muốn lập ông làm tể tướng để trị vì trên cả vương quốc. Vì thế các đại thần và các thống đốc tìm mọi cớ để bắt lỗi Daniel về công việc triều chính, nhưng họ chẳng tìm được một lý cớ nào, vì ông là một người trung thành, không tham nhũng và không có lỗi lầm gì. Cuối cùng những người ấy nói với nhau: chúng ta không thể tìm ra lỗi lầm nào của ông Daniel này, hầu tố cáo ông ấy cả, trừ phi chúng ta đi tìm những sơ hở của ông ấy trong việc giữ luật Đức Chúa Trời của ông ấy. Vậy các quan đại thần và các thống đốc hẹn nhau cùng đến ra mắt vua, và họ tâu với vua: tâu vua Darius, kính chúc hoàng thượng sống vạn tuế. Tất cả các đại thần, các triều thần, các thống đốc, các mưu sĩ và các tổng trấn đã đồng ý xin hoàng thượng ban hành một sắc lệnh và lập nó thành một sắc luật bất di bất dịch rằng trong vòng 30 ngày, hễ ai cầu nguyện với bất cứ thần nào hoặc người nào khác hơn hoàng thượng, tâu hoàng thượng, kẻ ấy sẽ bị quăng vào hang sư tử. Tâu hoàng thượng, bây giờ xin hoàng thượng lập nó thành một sắc luật và ký tên vào văn bản, để nó không bị thay đổi theo như luật của người Medi và người Ba Tư, và nó không bị thu hồi.
Thế là vua Darius ký tên vào văn bản của sắc luật ấy. Daniel bị quăng vào hang sư tử. Lúc đó, sau khi Daniel biết văn bản của sắc luật đã được vua ký, ông về nhà, lên phòng trên lầu, nơi có các cửa sổ mở hướng về Jerusalem. Mỗi ngày ba lần, ông quỳ xuống cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời của ông, như ông vẫn thường làm từ trước đến giờ. Bấy giờ những người ấy kéo nhau đến nhà ông, họ thấy Daniel đang cầu nguyện và kêu xin trước mặt Đức Chúa Trời của ông. Thế là họ vào chầu vua và tâu với vua về sắc luật vua đã ban hành. Tâu hoàng thượng, chẳng phải hoàng thượng đã ban hành một sắc luật rằng trong vòng 30 ngày, không ai được cầu nguyện với bất cứ thần nào hoặc người nào khác hơn hoàng thượng. Bằng không, kẻ ấy sẽ bị quăng vào hang sư tử sao? Vua đáp, sắc luật ấy đã ban hành và theo luật của người Medi và người Ba Tư, sắc luật ấy không thể bị thu hồi. Bấy giờ họ tâu với vua, Daniel, một trong những kẻ bị lưu đày của dân Juda, đã chẳng coi hoàng thượng ra gì. Tâu hoàng thượng, ông ấy cũng chẳng coi sắc lệnh của hoàng thượng đã ký ra gì, vì ngày nào ông ấy cũng cầu nguyện ba lần. Khi vua nghe những lời ấy, ông rất đau buồn và ông vận dụng tâm trí để tìm cách cứu Daniel. Ông vật vã suy nghĩ mãi cho đến khi mặt trời lặn để tìm cách cứu Daniel. Bấy giờ những người đó họp lại với nhau và đến nói với vua, tâu hoàng thượng, chắc hẳn hoàng thượng biết rằng theo luật của người Medi và người Ba Tư, mỗi khi sắc lệnh hay sắc luật đã được nhà vua ban hành thì nó không thể thay đổi được. Vậy vua ban lệnh, họ liền đem Daniel và quan ông vào hang sư tử. Vua cất tiếng và nói với Daniel, cầu xin Đức Chúa Trời, đấng ngươi hằng thờ phượng, giải cứu ngươi. Sau đó người ta mang một tảng đá lớn đến chặn miệng hang. Vua đóng ấn tín của ông trên đó, và các đại thần cũng đóng ấn dấu của họ trên đó để xác nhận rằng vụ Daniel không còn gì thay đổi nữa. Sau đó vua trở về cung điện mình. Tối hôm đó, ông không thiết ăn uống gì cả. Ông cũng không muốn đem ban nhạc đến giải khuây. Và suốt đêm đó ông không ngủ được. Daniel được cứu khỏi hang sư tử. Sáng hôm sau, vua thức dậy thật sớm và vội vàng đi đến hang sư tử. Khi đến gần hang, ông cất tiếng gọi Daniel với giọng rất bi thương. Vua cất tiếng và nói với Daniel, hỡi Daniel, tôi tớ của Đức Chúa Trời hằng sống, Đức Chúa Trời đấng ngươi hằng thờ phượng, có thể giải cứu ngươi khỏi các sư tử chăng? Bấy giờ Daniel trả lời với vua, tâu hoàng thượng, kính chúc hoàng thượng sống vạn tuế. Đức Chúa Trời của hạ thần đã sai thiên sứ của ngài bịt mồm các sư tử, vì thế chúng không làm gì hại đến hạ thần. Vì ngài thấy hạ thần vô tội trước mặt ngài, và hạ thần cũng chẳng làm điều gì sai trước mặt hoàng thượng. Tâu hoàng thượng. Bấy giờ, vua rất đỗi vui mừng và truyền lệnh đem Daniel lên khỏi hang. Vậy Daniel được đem lên khỏi hang sư tử. Người ta thấy ông không bị hại một chút gì, vì ông đã tin cậy Đức Chúa Trời của ông. Kế đó, vua truyền lệnh đem những kẻ đã tố cáo Daniel đến. Người ta quăng chúng cùng với vợ con chúng vào hang sư tử. Trước khi chúng rơi tới đáy hang, các sư tử đã nhảy lên vồ lấy chúng và xé thay chúng ra từng mảnh. Sau đó vua Darius viết, gửi đến các dân, các nước và các ngữ tộc sống trên khắp đất, cầu mong các ngươi được bình an thịnh vượng bội phần. Ta ban hành chiếu chỉ này để truyền cho mọi người trong vương quốc phải run rẩy và kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời của Daniel, vì ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và tồn tại đời đời. Vương quốc ngài sẽ không bao giờ bị diệt mất, và quyền bính ngài sẽ không bao giờ tận cùng. Ngài giải thoát và giải cứu, ngài làm các dấu kỳ và các phép lạ trên trời và dưới đất. Ngài đã giải thoát Daniel khỏi các nanh vuốt của sư tử.
Vậy Daniel được thịnh vượng trong triều đại của Darius và trong triều đại của Siru người Ba Tư.